Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu lục đầu bò gold, một phiên bản đặc biệt của cây lục đầu bò. Úi dồi, bình tĩnh. Anh tơi, để mình giới thiệu hết câu đã. Này thì hứng chó này, kiểu này thì hứng đạn chứ hứng chó gì. Có khẩu này thì đạn nó bay mỗi nơi một ngả. Vì hiện tại thì mình ép lên tận 12 viên. Với cái số lượng đạn này thì chúng ta cứ phải gọi là ăn tất. Và ăn cả, úi dồi, bình tĩnh. Cái định mệnh. Và cái nút nhảy nó bóp dái cực kỳ ấy, chứ nhầm, cái nút di chuyển. Máy này nó bị sao ấy, một máy mới mà cái nút di chuyển nó không thể di chuyển được. Nhiều bạn thì bảo là do cái miếng dán cường lực nó cản cái tay chúng ta, làm chúng ta không thể chạm vào được màn hình ở bên trong ấy. Vâng, đối với một game thủ chuyên nghiệp ấy thì cái màng bảo vệ nó không có ăn thua đâu. Té thôi bạn ơi. Úi dồi, kiểu gì nó cũng chết thôi. Tốt nhất mình té đi cho chắc chuyện. Cầm khẩu lục đầu bò thì không làm nên được trò trống gì đâu. Chúng ta cứ đứng ở những cái chỗ mà khó qua như này và cầm súng và giã thôi. 12 viên mà. Úi, quá được này. What the hell. Biến luôn này. Vâng, tầm tầm này phải biến luôn đi. Cỡ thằng nào nó nhảy trên đầu, nó nhảy xuống thì nó thông cho nát đầu. Người ta thông đích, bọn này bắt đầu thông mồm rồi đấy. Lại đây mà thông. Úi dồi ôi, anh tơ kìa. Úi dồi ôi. Vâng, nửa tiết chứ có nhiều đâu. Ghê quá à. Vâng, kiểu này chỉ cần một chạm nữa thôi. Vâng, sẵn sàng lên Tây Thiên. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, tia chớp đậu xanh. Ôi, định mệnh thiếu tí nữa này. Thằng tia chớp nó đã ăn được một kill rồi. VL. Thằng quả đấy sai sai. Nhảy xuống vào mồm cái thằng hủy diệt cay chứ. Đậu xanh. Ông phòng này đâu ra hủy diệt nhở. Lúc đầu mình có cảm thấy thằng nào biến thành hủy diệt đâu. Toàn cương thi với lại y tá các kiểu thôi. Với lại phòng này tia chớp hơi bị nhiều ấy. Nhìn thấy tia chớp là mình vui trong lòng rồi. Cái bọn tia chớp thì nó chậm lắm. Chúng ta chỉ cần đứng xa mà dã thôi. Sợ nhất là cái bọn cương thi với lại bọn hủy diệt ấy. Đây rồi. Nó lại AK. Và thằng tơ thì nó đã thoát rồi. Ơ, quái xoài. Ô, mình cứ tưởng là phát chém đấy nó sẽ kết thúc trận cơ. Vâng, đéo ngờ nó biến thành tia chớp ạ. Quái xoài thật. Ủa, tham kill ạ. Thanh niên tham kill. Vâng, bạn chết thì cái lỗi đấy là cái lỗi ăn tham thôi. Vâng, cái lỗi của mình đâu. Xôn xô này. Rồi nhấp nháy rồi. A à, hi hi. Úi dồi. Úi dồi. Ơ không trúng kìa. What the fuck. Vãi xoài. Vâng, chém như thế không trúng. Định mệnh. Game hư cấu vậy. Vâng, xàm vãi. Ô bình thường nếu máy kia chắc mình chém chết thằng đấy rồi. Đậu xanh. Vâng. Lại đứng im này. Vâng, một quả đứng im lừa tình đấy. Mình biết rồi, vâng, cái trò của bạn thì nó xưa lắm rồi. Chỉ cần nhảy vào thôi là cứ xác định này. Úi dồi, ăn kill luôn kìa. Này thì chạy này. Vâng, đường nào cho thoát. Úi. Đâu ra zoom non vậy. What the fuck. Khẩu lục này nó lại yếu quá cơ. Tuy là đạn bay mỗi nơi một ngả nhưng thực sự nó rất là mạnh anh em ạ. Nó không thể từ chối được sức mạnh do trời ban cho nó. Các bạn thấy không ạ? Ép lên tận 12 viên thì nó nhất rồi. Nó chả còn khẩu lục nào có thể spam hủy diệt như thế này. Ở chúng ta hết giờ. Xàm thế nhở. Xàm quá, cái phòng này hơi bị ít zombie. Đúng đầu trận thì. Ô kìa. Ô kìa, sao bé không chết. Thằng này hên thế nhở. Suýt bao nhiêu quả chém hụt rồi. Úi dồi ôi, RPK Dragon này. Bây giờ mình sẽ cầm lục spam thôi. Úi dồi ôi, thơm thế. Một viên một kill. Ảo nhở. Vâng, đến tầm cuối trận thì mình cảm giác nó rất là mật mạnh đấy. Dạo này mình làm nhiều việc quá nên hơi bị ốm một tí, các bạn thông cảm nhá. Vâng, nói lắp hết cả mồm. Vâng, hiện tại thì mình đang đi một nơi rất xa để trở về. Vâng, nơi đấy thì có toàn chuối là chuối thôi. Và chắc chắn là sắp tới mình sẽ. Úi dồi, cương thi này.
Mình sẽ đăng một clip vlog gì đấy liên quan đến chùa ấy cho anh em xem. Ô, ui dồi ôi, hết hồn. Đậu xanh. Làm gì vậy? Thông đi à? Hay lắm. Tao sợ mày quá cơ. May quá, đi đâu vậy? Ui dồi ôi, quay làm gì vậy? Quay tay à? Ai cho? Có mình ở đây thì cái chuyện đấy là không thể xảy ra được. Mình chỉ có thùng hàng thôi. Hình như thùng hàng clear rồi. Mình thấy một gương mặt thân quen ở trên khu vực cao nhất của cái map này. Một phát. Úi dồi, nhây này. Vâng, chúng ta sẽ cùng lên khu vực cao nhất nào. Thằng này thì chẳng qua là người lạ ơi thôi. Mình đi ngang thì mình thấy mình sờ vào nó luôn đấy. Chứ thực ra thì mình chưa thấy nó đứng đấy. À, nó xuống đây rồi này. Và cái thằng thông đích của mình. Hay lắm. Úi dồi ôi, nó chạy do may vậy. Vâng, bắn sấy các kiểu. Hay lắm DM. Từ từ xem nào. Úi dồi ôi, bắt nó là một chuyện rất là dễ dàng thôi. Úi dồi ôi, sao cái nút định mệnh vãi xoài. Vâng, đang lúc quan trọng thì tự dưng cái nút nó lại. Ok, mình phải sang trận khác đây. Cái kịch bản ấy thì anh em cũng biết rồi. Vâng, trận nào cũng như trận nào thôi. Những phút cuối cùng thì Zom chả có mà bắn đâu. Các bạn tốt nhất thì cứ xác định đi. Vâng, còn đã bắn Zom bài ấy thì cứ vào bắn xóa nhiệt tình thôi. Chế độ này bắn vui mà. Nó có xếp range gì đâu. Sao lại phải thoát nhở? Khi mà làm Zom bài ấy. Còn các bạn bắn chiến binh ấy thì cứ đừng thẩm du nhiều quá. Vâng, thẩm du nhiều quá gây ức chế nhiều lắm. Nhất là mình đây. Đi khi làm Zom bài gặp đúng một mả người đứng trên thùng hàng. Úi dồi ôi. Úi dồi, hết cả hồn, cứ tưởng nó nhảy qua được cơ. May thằng này gà nó bị run tay hay sao ấy. Hay quá. Vâng, chắc tự nhiên bị run tay. Bây giờ thì khó lắm. Úi dồi ôi, yếu rồi. Nấp thôi. Không đú được. Để mình tranh thủ cái lúc nó đi nấp thì mình sẽ chỉnh lại một số nút. Nãy mình lỡ tay ấn mặc định. Vâng, cái nút huyền thoại khiến chúng ta phải cài đặt lại tất cả. Vờ cờ, súng bao nhiêu đạn vậy? Tuy nhiên thấy mình cầm lục bắn nhiều quá. Khó hiểu đây mà. Bước khỏi cần khó hiểu. Nhìn người ta VIP 8 thì hiểu rồi, chứ cần gì mà hỏi nữa. Vâng, đạn từ đâu ra? Đạn từ súng VIP mà ra. Ép vào thì nó lại nhiều thôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, hack đấy. Vâng, nhiều thằng không biết nó cứ chửi hack cơ. Bay qua đây. Bay qua đây. Úi dồi ôi, cảm giác khó phải không? Vâng, khó thật mà. Ui, nó qua được rồi kìa. Úi dồi ôi, anh tơi, bình tĩnh. Úi dồi ôi, tia chớp. Và biến luôn đi. Vâng, cảm giác không thể nhây được với bọn này. Làm gì mà căng. Phát nữa nè. Một bé. Rồi, cho mình lên đây xem nào. Úi dồi ôi, lên được đây thì cứ gọi là bố mình. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Một mình cân tất. Úi dồi, xong rồi. Úi dồi, xong rồi. Tôi xong rồi. Ơ kìa, cái nút di chuyển. Đậu xanh tự dưng đứng một chỗ. Phát xoài. Vâng, quả mình thấy mình nhảy mic là mình biết là mình sai rồi. Vâng, rớt là cứ xác định đồng nghĩa với từ chết thôi. Chắc là mình sẽ bắn nốt hiệp này và nghỉ nhá. Hiện tại thì mình cũng khá là mệt. Vâng, mấy ngày hôm nay làm khá là nhiều việc anh em ạ. Nó không còn đủ thời gian để làm clip cho anh em nữa. Nhưng mình vẫn cố thôi. Cho dù công việc bận đến bao nhiêu thì clip vẫn có hàng ngày để cho mọi người xem. Ok. Đừng sắp Tết đến rồi à, các bạn đã chuẩn bị gì cho Tết chưa? Mình thì cũng sắp rồi. Vâng, Tết thì những bạn nào bé thì rất là vui. Nhưng đối với những người như mình ấy, thì nó như kiểu là một cái gì đấy tra tấn vậy. Úi dồi ôi. Đây đây, tia chớp ơi, quay lại. Các bạn ấy đi đâu vậy? Có hero, tuyệt vời. Úi dồi ôi. Nhấp nháy, đúng rồi, nhấp nháy. Ui, cương thi kìa. Vâng, thụt lại thôi, vâng, nhìn thấy cương thi thì không thể. Cho dù có hứng chó bao nhiêu thì phải dặn lòng là không được hứng chó, anh em hiểu không? Đây rồi. Đây rồi, úi dồi, một phát không chết. Vâng. Sao bé không chết? Chắc chém hụt thôi. Hoặc đam cái này nó hơi yếu.
Úi dồi ôi, nhấp nháy kìa, vãi xoài. Á à, đủ, vẫn ăn được kill kìa. Đùa thật ý. Úi dồi ôi, biến luôn đi. Vâng chơi móc lốp như này thì không đú được. Ôi anh tơ. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Vẫn ăn được anh tơ. Nhưng còn đúng 1000 mấy máu thôi à. Vâng tầm này thì khó sống rồi. Khô máu luôn.